cao thủ chân tu, chương 1978 đến chương 1987. Đám mây hình nấm ẩn chứa sấm sét xông thẳng đến tận trên trời. Cơ thể Diệp Thiên bị nhấn chìm rồi biến mất hoàn toàn. Không những thế, ngay cả đàn tế thần Gaia khổng lồ cũng dần mất dạng. Liệt Khấu Nữ đứng ở chân trời cách đó trăm trượng, hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng, nhưng trên mặt cô ta lại là nụ cười tràn đầy vui sướng. Chiều băng lôi oanh thiên này tập hợp sức mạnh chân nguyên mạnh mẽ của bản thân cô ta, cùng với sức mạnh sấm sét cực kỳ thuần khiết trong trời đất. Có thể nói là lực phá hoại kinh người, không thua gì tên lửa đạn đạo nổ tung. Âm, âm. Những tiếng động nổ rung trời. Toàn bộ đền thờ Gaia chập trùng không thôi. Mặt đất bên dưới dần dần nhô lên, sau đó nổ tung tán loạn, gạt đất đá bay tung tóe. Căn khí hộ thân của đám người thần thiên chiếu đột nhiên tăng mạnh, ngăn cản luồng sức mạnh sấm sét cuồng bạo này ở bên ngoài. Nhưng trong mắt bọn họ vẫn ẩn chứa rung động không thôi. Lúc này bọn họ mới nhận ra rằng mình vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu thực sự của Liệt Khẩu Nữ. Những trong bốn đại quỷ thần bọn họ, ngoài thần thiên chiếu thì không ai bị nổi ra, thì Liệt Khẩu Nữ chính là kẻ có thực lực mạnh nhất. Sức mạnh của búa lôi thần vẫn mê người như vậy. Bờ môi thần thiên chiếu khẽ nhất, gật đầu thầm thì. Năm đó, Liệt Khẩu Nữ may mắn có được búa lôi thần, cộng thêm sức mạnh không tầm thường của bản thân cô ta. Nhờ đó mà nhanh chóng tung hoành trên khắp đảo quốc, đứng trong hàng đỉnh cao, áp đảo vô số cao thủ của cùng thế hệ, xếp thứ 5 trên toàn bộ đảo quốc, có thể thấy được đã mạnh đến nhường nào. Búa lôi thần giơ lên, tầng thứ nhất tạo thành uy thế, tầng thứ hai tạo thành sấm sét, búa lớn mang theo sức mạnh của sấm sét từ trên trời giáng xuống. Cho dù là sức lực hay là tốc độ thì đều vô cùng đáng sợ. Uy lực như vậy, đừng nói là va chạm trực tiếp với búa lớn, cho dù cách xa hàng chục trượng cũng bị nổ tung thành vụn ngay lập tức. Diệp Lăng Thiên kiêu ngạo quá mức, lại dám lấy cơ thể chống đỡ sao? Linh thể của thần Gaia thoát ra khỏi cơ thể Võ Đằng Nguyên. Cô ta nhìn bão táp gió lốc cực lớn ở trước mặt rồi khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo sự sung sướng. Vừa rồi khi búa lôi thần nện xuống, Diệp Thiên không né tránh mà lựa chọn đón đỡ. Như vậy chẳng khác gì hoàn toàn gánh chịu sức mạnh từ trên trời giáng xuống của búa lôi thần. Cô ta khó mà tưởng tượng ra được trên đời này có người nào có thể đón đỡ được 10 phần uy lực của búa lôi thần. Nhìn thấy sức mạnh khủng bố của búa lôi thần, mọi người không khỏi sợ hãi, thán phục. Nếu Diệp Thiên dùng tốc độ cực nhanh tránh né được đợt công kích này, quả thực Liệt Khẩu Nữ kia không làm gì được Diệp Thiên. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại không thèm lùi bước, tránh cú búa của lôi thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này tuyệt đối không đáng học hỏi. Xung quanh bị bão táp tàn phá bừa bãi, sức mạnh sấm sét kéo dài không dứt, một đám mây hình nấm bốc lên không trung, nhìn trông vô cùng đáng sợ. Sóng khí bao phủ toàn bộ thềm đá, mấy cột đá riêng lẻ chống đỡ đàn tế thần cũng bị khói bụi che lấp, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Qua một lúc lâu, sức mạnh sấm sét mới dần dần tan đi, khói bụi cũng dần dần tản ra. Hả? Liệt Khẩu Nữ nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt chợt đông cứng lại. Cô ta phát hiện vậy mà đàn tế thần bị búa lôi thần nện lại không chút thư hại nào, vẫn sừng sững đứng ở đó. Cột đá chống đỡ đàn tế thần cũng hoàn hảo không hề hấn gì. Sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của búa lôi thần mạnh mẽ đến nhường nào, một búa nện xuống, sức phá hoại đủ để phá hủy toàn bộ công trình kiến trúc trong phạm vi mấy trăm trượng. Cho dù là tòa nhà cao tầng, chỉ sợ cũng bị chém ngang giữa không trung. Sao lúc này ngay cả cột đá cũng không bị phá hủy chứ? Chẳng lẽ... Mọi người khiếp sợ ngẩng đầu. Trong làn khói bụi, một bóng người dần dần hiện ra. Chính là Diệp Thiên. Ánh mắt sáng như sao, áo trắng tung bay, mà cả người không chút tổn hại nào. Trên mặt Liệt Khẩu Nữ đã không còn vẻ đắc ý như lúc nãy nữa. Trái lại,
là tràn đầy hoảng hốt và khiếp sợ. Bàn tay nắm lấy xích sắt sau búa cũng đang run nhẹ nhẹ. Dưới sức mạnh của búa lớn, Diệt Thiên kiêu ngạo đứng đó. Búa lôi thần chỉ cách đầu anh hơn một tấc, nhưng khoảng cách hơn một tấc này lại giống như một cái rãnh trời không cách nào vượt qua. Một bàn tay, chỉ một bàn tay. Một bàn tay của Diệp Thiên đỡ vào cán búa lớn, một tay khác vẫn đặt sau lưng. Trong mắt anh đều là sự hờ hững. Đất đai dưới chân không hề hư hại. Cho dù mặt đất xung quanh bị nổ thành dáng vẻ gì, thì vị trí nơi anh đứng vẫn bình yên vô sự. Tích, tích, tích. Tiếng động khẽ khẽ truyền đến. Lúc này liệt khẩu nữ mới hơi cúi đầu, ánh mắt nheo lại. Những giọt máu tươi từ hai tay cô ta rơi xuống mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Cô ta không thể tin nổi. Chính mình dốc hết sức mạnh đánh ra búa lôi thần. Nó có thể là hủy thiên diệt địa, cũng không quá đáng. Nhưng ngay trước mặt cô ta, Diệt Thiên chỉ duỗi một tay đã có thể đón lấy toàn bộ công kích cuồng bạo này. Hơn nữa, phản lực còn làm cho cô ta, tay cô ta bị rách tả tơi, mà cô ta lại không có cảm giác gì. Nhìn thấy ngay cả quần áo của Diệp Thiên cũng không có một nếp nhăn, trong lòng liệt khẩu nữ dâng lên một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có. Người trước mắt này không, cậu ta không phải là con người, mà là một quái vật, là một ma quỷ, từ đầu đến cuối chính là chân thần trên đời, không có ai có thể chiến thắng. Lấy một tay đón đỡ búa lôi thần, còn bảo vệ tất cả sự vật dưới chân và quanh người không bị tổn hại. Chuyện này thực sự là chuyện mà con người có thể làm được hay sao? Vô số võ giả đạo quốc đều trợn tròn hai mắt, cơ thể run rẩy dữ dội. Cảnh tượng hôm nay khiến bọn họ cả đời cũng không thể quên được. Giờ phút này cuối cùng bọn họ cũng nhận ra rằng, ngay từ khi bắt đầu, bọn họ đã chìm trong sai lầm rồi. Bốn đại quỷ thần mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối thủ lúc này của bọn họ lại là đế vương bất bại, người từ khi ra đời đến giờ chưa từng thất bại, ngay cả quân đội cũng có thể càn quét. Sức mạnh của búa lôi thần cũng không tệ lắm. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đáng tiếc, không thể làm tôi bị thương. Ngay sau đó, năm đầu ngón tay anh khẽ cử động, đột nhiên dùng lực. Cái gì? Liệt khẩu nữ vốn đã khiếp sợ gần chết, nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó lại khiến sự tự tin trong cô ta hoàn toàn tan rã, không còn một chút nào động lại nữa. Rắc, rắc. Những tiếng kêu vang giòn truyền ra, mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trên mặt mọi người toát ra đầy vẻ sợ hãi. Bề mặt của cái búa lớn xuất hiện vô số vết nứt đang dần lan ra. Cạch. Năm ngón tay của Diệp Thiên đột nhiên thu lại, giống như có một bàn tay vô hình bao bọc toàn bộ cái búa lớn. Dưới ánh mắt sợ hãi của liệt khẩu nữ, búa lôi thần mà cô ta tình cờ có được, búa lôi thần cùng nổi danh và giết địch với cô ta, đến giờ đã có lịch sử hơn 1.000 năm, cứ như vậy rầm rầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Bản thân cô ta cũng bị một luồng sức mạnh tập kích, miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại. Từ trong không trung rơi xuống, nguyên khí đất trời ngưng tụ thành một sợi roi dài, đánh thẳng vào lồng ngực cô ta. Vây giáp màu đen cũng bị tàn phá tơi tả. Cơ thể liệt khẩu nữ bay giữa không trung, lùi ngược về phía sau. Biểu cảm trên mặt đều là ngơ ngẩn, gần như đã mất khả năng suy nghĩ. Búa lôi thần, cô ta từng mời đại sư rèn khí giỏi nhất đạo quốc, đích thân rèn đúc. Kết luận đưa ra chính là, đây chắc chắn không phải là một vật trên trời đất, độ cứng vượt xa tất cả các kim loại trên trái đất, ít nhất phải gấp sắt thép mấy chục lần. Nhưng vừa rồi bị Diệp Thiên đỡ lại, búa lôi thần cứng rắn như vậy đã bị bóp vỡ nát. Sức mạnh này phải khủng bố đến cỡ nào? Linh thể của thần Gaia và tửu thôn đồng tử bồng bềnh giữa không trung, lập tức lùi về phía sau mấy chục trượng. Căm hận trên mặt biến thành sự sợ hãi. Thực lực của Diệp Thiên đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của bọn họ. Tất cả vẻ ngông cuồng đều được xây dựng trên nền tảng thực lực. Sở dĩ Diệp Thiên có thể coi thường anh hùng trong thiên hạ, độc tôn riêng một cõi, ngay cả bốn đại quỷ thần cũng không để ở trong mắt, chính là bởi vì anh sở hữu thực lực đủ để đánh bại bất kỳ kẻ địch nào. Liệt khẩu nữ bị một roi ngưng tụ từ nguyên khí đất trời của Diệp Thiên đánh cho bị thương nặng, ngã xuống đất không ngồi dậy nổi.
nhưng vết thương trên cơ thể cô ta kém xa sự đả kích về mặt tinh thần. Từ khoảnh khắc Vũ Lôi Thần bị Diệp Thiên bóp vỡ, Liệt Khẩu Nữ đã mất sạch ý chí chiến đấu. Diệp Thiên quét mắt nhìn ba vị quỷ thần đã bại trận. Ánh mắt không buồn, không vui. Sau đó bước chân anh chợt dừng lại. Ánh mắt đột nhiên xoay chuyển, nhìn về phía thần Thiên Chiếu vẫn đang luôn âm trầm im lặng. Anh biết, trong bốn đại quỷ thần thì thần Thiên Chiếu mạnh nhất. Trong cảm nhận của anh, bên trong cơ thể thần Thiên Chiếu ẩn chứa một luồng cuồng bạo cực đoan, nhưng không phải là sức mạnh tà ác. Một khi bộc phát, bản thân anh cũng phải nghiêm túc ba phần để chiến đấu. Nhưng dù thế nào, hôm nay anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để quét sạch bốn đại quỷ thần của đảo quốc rồi. Anh giơ ngón tay trỏ chỉ vào thần Thiên Chiếu, trong mắt bùng lên ý chí chiến đấu. Ba người bọn họ đều thua rồi, giờ tới lượt ông đi. Tới ông rồi đấy. Diệt Thiên đanh mắt nhìn thần Thiên Chiếu. Vì thần có thực lực mạnh nhất, uy danh mạnh nhất trong tứ đại quỷ thần, nheo mắt, đồng thời cũng nhìn Diệp Thiên chăm chăm. Thực không ngờ, từ sau trận chiến vương cấp trăm năm trước, tổn thất vô số thiên kiêu. Trừ những người còn tồn tại như chúng tôi, giờ thế giới lại xuất hiện một thiên tài xuất thế như cậu. Vốn tưởng Hoa Hạ chỉ thời cổ đại mới có nhân kiệt đích địa linh, mới xuất hiện được kỳ tài, xuất hiện được những cường giả. Không ngờ hàng trăm năm qua đi, vẫn còn người mạnh như cậu xuất hiện, thực khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thần Thiên Chiếu khẽ cảm thán, hắn cúi đầu, đôi mắt lấp lánh rồi tiếp tục nói, Diệp Lăng Thiên, giữa chúng ta vốn không cần tới mức này, giờ cậu đưa người lập tức rời khỏi đảo quốc, những lời tôi vừa nói vẫn có tác dụng. Nếu là trước đây, thần Thiên Chiếu sẽ biến Diệp Thiên thành con mồi giúp uy danh của mình mạnh hơn. Thế nhưng trận chiến kinh hồn của Diệp Thiên đánh bại cả ba vị thần quỷ, còn lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Thực lực của hắn mạnh nhất trong đám đông, nhưng bảo hắn một mình đánh bại ba thần quỷ kia thì cũng phải tốn rất nhiều công sức. Hắn thật sự không cảm thấy mình có thể sẽ thắng được Diệp Thiên. Tôi nói rồi, hôm nay tứ đại quỷ thần sẽ không có một ai chạy thoát được đâu. Nếu đã quyết định liên thủ đối phó với tôi thì cần chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị tôi chèn ép đi. Diệp Thiên lắc đầu và xua tay, không cần nói nhiều nữa, ra tay đi. Từ đôi mắt của Diệp Thiên thì tứ đại quỷ thần đều có thể nhìn thấy sát ý, cả bốn đều đanh mặt lại. Thế nhưng Liệt Khẩu Nữ, Nữ Thần Tuyết, Thần Gaia, Tử Thôn Đồng Tử đã bị đánh bại, hơn nữa cơ thể đều bị tổn hại, chỉ còn lại linh thể. Không có sự gia trì của xác thịt, dù linh thể có mạnh thì sức phòng ngự cũng yếu cực kỳ. Một khi bị Diệp Thiên tấn công trực diện bằng sức mạnh linh hồn thì rất có khả năng thực lực của bọn họ sẽ bị giảm sút, thậm chí là bị đánh tan thành mây khói. Lúc này, bọn họ chỉ có thể đánh cược vào thần Thiên Chiếu. Hắn là người duy nhất có thể chống lại Diệp Thiên vào lúc này. Rất nhiều người học võ của đạo quốc đều sợ hãi ngẩng đầu. Diệp Thiên là kẻ mạnh hàng đầu của Hoa Hạ, một mình xông vào đảo quốc đánh bại tam đại quỷ thần. Nếu như hôm nay không có người nào dám đứng ra để kiềm chế lại anh, thông tin này một khi truyền ra ngoài thì giới võ đạo đảo quốc sẽ trở thành trò cười cho thế giới và sẽ rất khó để ngẩng đầu một lần nữa. Hà tất phải khổ như vậy chứ? Thần Thiên Chiếu khẽ trầm mặt, giọng điệu cũng thấp đi vài phần. Một giây sau, một tay hắn vung mạnh, chưởng đánh không hề báo trước, nhanh như điện xẹt khiến cho không gian tối đen. Hắn vừa vung tay ra thì đã ngay lập tức tạo thành một bộ móng vuốt khổng lồ ép thẳng xuống đầu Diệp Thiên. Đám đông lập tức thất kinh. Thần Thiên Chiếu không hổ danh là quỷ thần quả quyết nhất trong lịch sử. Không thấy không thể thay đổi tình thế thì hắn lập tức ra tay. Diệp Thiên mỉm cười lạnh lùng, quét ngón tay về phía trước. Rẹt! Một luồng sáng lóe lên giống như là đao khí chém thẳng vào không gian, kéo dài hàng chục mét, chèn ép luồng ánh sáng xanh kia, đẩy từ dưới lên trên, bao trùm toàn bộ bàn tay mang ánh sáng xanh đó. Cang! Một âm thanh rành rọt vang lên, hai bên đục độ với nhau, phát ra một tiếng kim loại va chạm, tạo thành tia lửa bắn tung tóe trong không gian. Sau đó, đám đông kinh hãi nhìn thấy, bàn tay khổng lồ màu xanh nứt ra, gãy làm đôi. Nói đã bị Diệp Thiên chém đứt. Thần Thiên Chiếu nhìn thấy đòn tấn công của mình bị hóa giải thì đanh mắt lại, lùi lại nửa bước,
sau đó ấn bàn tay xuống. Hắn ra tay một cách tùy tiện, nhưng khi hành động thì nguyên khí tập trung lại, tạo thành một bàn tay màu xanh nhạt khổng lồ một lần nữa. Chiêu này khá giống với chiêu tập hợp nguyên khí của liệt khẩu nữ và nữ thần tuyết Gaia, nhưng càng chuẩn xác hơn, khó có thể hóa giải. Hầu như không nhìn thấy khoảng thời gian chuẩn bị chiêu thức, nhưng nguyên khí thì đã tập trung hết vào trong lòng bàn tay. Đối với sự lĩnh ngộ về hoàng cấp thì rõ ràng là hắn ta hơn hẳn ba quỷ thần kia rất nhiều. Người Hoa Hạ, cậu đã muốn chiến thì hôm nay tôi chơi với cậu tới cùng. Tôi muốn xem cậu có thực sự có thể trấn áp được quỷ thần đảo quốc hay không. Thấy thần thiên chiếu gầm lên, bàn tay màu xanh lam tạo hình trong không gian giống như một cái búa và bổ xuống. Nhát bổ không hề thua kém nhát búa lôi thần khi nãy của liệt khẩu nữ, hơn nữa còn có phần thắng thế. Một nhát búa khiến cho cả đại địa rung chuyển, điện thần Gaia dường như không chịu nổi sức nặng như muốn sụp đổ tới nơi. Đòn tấn công cỡ này dù tới mấy lần cũng đều như vậy cả thôi. Diệt Thiên khẽ phản ứng, không hề dồn lực đánh trả. Uân dùng chưởng đỡ chùy, lần này cũng chẳng có gì khác biệt. Một chưởng của Diệt Thiên khiến cho nhát búa màu xanh bị ép lại, bật lùi và bị đánh tan, tạo thành nguyên khí bay đầy trời. Thần thiên chiếu vẫn không có phản ứng gì, bị Diệt Thiên phá đòn hai lần, nhưng biểu cảm của hắn vẫn như vậy, vẫn liên tục tấn công. Diệt Thiên một chân đạp đất, một chưởng tung ra, đều phá vỡ đòn tấn công của thần thiên chiếu. Đánh liên tiếp 10 lần khiến hắn cuối cùng cũng rơi vào nguy hiểm. Nếu thần thiên chiếu tiếp tục đánh như vậy với Diệt Thiên thì sẽ bị hao tổn chân nguyên. Diệt Thiên là có thân xác thực thể, thần thiên chiếu chỉ là một linh thể kết hợp miễn cưỡng với một cơ thể khác. Nếu như bị hao tổn cạn kiệt thì chắc chắn sẽ không đánh lại được Diệp Lăng Thiên. Nữ thần tuyết Gaia nhìn tình thế tấn công trước mặt khẽ lắc đầu và cảm thấy không ổn. Đúng vậy, thần thiên chiếu dù tập trung nguyên khí ra tay nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị hao tổn chân nguyên. Nếu như tiếp tục bị hao tổn như vậy thì sự hòa hợp giữa linh thể và thân xác mượn kia sẽ giảm xuống, cuối cùng linh thể sẽ bị ép rời khỏi thân, sẽ không thể nào đối phó với được Diệt Thiên nữa. Tử Thôn đồng tử cũng khẽ gật đầu và đồng tình với quan điểm của nữ thần tuyết. Chỉ có duy nhất liệt khẩu nữ là khẽ lắc đầu rồi đột nhiên bật cười. Mọi người nghĩ đơn giản quá. Hàng trăm năm trước, liệt khẩu nữ đã từng chiến đấu vài lần với thần thiên chiếu, cuối cùng cũng bị đánh bại. Vì vậy liệt khẩu nữ hiểu rất rõ về thần thiên chiếu. Liệt khẩu nữ chỉ về không gian nơi thần thiên chiếu đang đứng thì thấy dưới chân hắn ta có một luồng ánh sáng đang từ từ dâng lên. Mỗi một chiêu của thần thiên chiếu tung ra thì luồng ánh sáng lại mạnh thêm vài phần. Cho tới lúc này thì nó đã trở thành một ngọn lửa cỡ nhỏ. Đó là nữ thần tuyết Gaia và tử thôn đồng tử cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Hai người nhìn nhau và bừng tỉnh. Thần thiên chiếu đang tích tụ sức mạnh, có lẽ sẽ tung ra đòn tấn công mạnh hơn nữa. Ba thần quỷ cảm thấy kinh ngạc và sau đó bàng hoàng. Lẽ nào thần thiên chiếu định xuất cấm thuật hay sao? Về phía bên này, Diệp Thiên lại tung ra một chưởng nữa, đánh tan đòn tấn công liên tiếp của thần thiên chiếu. Anh thu tay về đứng im, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang bốc cháy dưới chân của thần thiên chiếu. Ông tích tụ lâu như vậy là để có thể tung ra một đòn mạnh hơn, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi cho ông cơ hội. Diệp Thiên xua tay, không hề ngăn cản mà để cho thần thiên chiếu có thể thi triển theo nguyện vọng. Người Hoa Hạ, cậu quá ngông cuồng. Thần thiên chiếu cười lạnh lùng, một tay đưa lên rồi bỗng nhiên quất xuống, dương quang phổ chiếu. Thần thiên chiếu khẽ hô lên, hai tay đẩy lên không trung, đồng thời ngọn lửa dưới chân bùng cháy, tạo thành một vùng lửa rộng hàng trăm thước, bao trùm lấy Diệt Thiên. Cả thần điện cũng hoàn toàn bị bao phủ. Sau đó, vô số ánh sáng tỏa ra trong không trung, giống như được phóng ra từ mặt trời và cuối cùng tạo thành một khu vực ánh sáng hình tròn. Cơ thể của Diệt Thiên và thần thiên chiếu đã biến mất vào bên trong đó. Người ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy được. Đúng là dương quang phổ chiếu thật. Ba quý thần Gaia dù đã có dự đoán từ trước đó nhưng vẫn phải hô kinh lên kinh hãi. Dương quang phổ chiếu
là tuyệt kỹ độc môn của Thuần Thiên Chiếu, hơn nữa là cấm thuật mà hắn có được truyền thừa từ Bát Kỳ Đại Xà của Đạo Quốc. Năm xưa, Thần Thiên Chiếu với kẻ thù chiến đấu đã dùng Dương Quang Phổ Chiếu này. Chỉ trong một nhịp thở mà hàng ngàn người trong làng đã bị hắn xử lý, cả thôn không một ai sống sót. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không, cây cỏ, đất đá đều biến mất, sự sống dường như đã bị đoạn tuyệt. Chiêu cấm thuật này không chỉ khiến cho cơ thể bị tiêu hao cực lớn, mà sát khí còn quá mạnh, trái với thiên đạo. Đối với những cao thủ tu hành đạt tới hoàng cấp mà nói, làm trái ý trời chính là trái với luân thường đạo lý. Nghiêm trọng thì sẽ khiến tu vi bị dội ngược và kéo về cảnh giới thấp hơn. Với chiêu thức này của Thần Thiên Chiếu, sau khi tiêu diệt được kẻ địch thì đã phong bế nó. Hàng trăm năm qua đã không sử dụng lại. Cho dù có ở trong cuộc chiến vương cấp năm xưa thì hắn cũng không có hề dùng đến. Thật không ngờ lúc này Thần Thiên Chiếu lại lấy ra để đối phó với Diệp Thiên. Rất nhiều thế hệ người già của Đạo Quốc cũng nhận ra được chiêu thức khiến cho người khác nghe thấy đã sợ hãi này nên cảm thán. Thần Thiên Chiếu sử dụng chiêu này rõ ràng là đã coi Diệp Thiên là kẻ địch đáng sợ nhất và cũng muốn liệt Diệp Thiên vào danh sách những kẻ phải giết chết nhất. Âm! Không gian khẽ dao động, toàn bộ khu vực được chiếu rọi và rực sáng bởi ánh mặt trời. Rất nhiều cao thủ có tu vi thấp không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Những người bình thường như Cố Gia Lệ thì thậm chí không thể mở mắt ra nổi, chỉ đứng chăm chăm tại chỗ, nhắm tịt mắt lại. Đã xuất Dương Quang Phổ Chiếu rồi, thì sự thắng thua trong cuộc chiến này đã đến lúc phải định đoạt rồi. Dương Quang Phổ Chiếu không khiến cơ thể bị thương mà tấn công vào thần hồn, bẻ gãy thần hồn và tiêu hủy nó. Không thể đề phòng, cho dù là hàng trăm năm trước, Võ Hoàng từng đạt tới hoàng cấp của Đạo Quốc cũng không thể chặn nổi Dương Quang Phổ Chiếu. Diệp Thiên cho dù có mạnh đến đâu thì thần hồn cũng không thể nào mạnh bằng Võ Hoàng của quốc đảo. Thần Gaya cảm thấy vô cùng tự tin. Cô ta hận Diệp Thiên tới tận xương tủy, thậm chí chỉ muốn anh bị xé nát thần hồn dưới Dương Quang Phổ Chiếu. Liệt Cậu Nữ khẽ thở dài, thực ngưỡng mộ Thần Thiên Chiếu. Một khi thần hồn của Diệp Thiên bị xé nát thì Thần Thiên Chiếu có thể thoát thân và nhập linh thể vào thân xác của Diệp Thiên. Tới khi đó, Thần Thiên Chiếu sẽ có một cơ thể hoàn mỹ, thế cục tứ đại quỷ thần sẽ bị Thần Thiên Chiếu chèn ép. Lúc này Thần Thiên Chiếu vẫn đứng ngang hàng với họ, vì hắn phải kết hợp với một cơ thể không hoàn hảo, nên trạng thái sức mạnh không được ổn định. Một khi cướp được một cơ thể khỏe mạnh như của Diệp Thiên, thì chẳng khác gì cá gặp nước, rồng nhập cửu thiên. Tới khi đó, đừng nói là Đạo Quốc, mà e rằng cả thế giới, Thần Thiên Chiếu cũng có chỗ đứng vững vàng. Ba thần quỷ đang nói chuyện, lúc này họ đã không coi Diệp Thiên ra gì. Khi Dương Quang Phổ Chiếu vừa được tung ra, thì Diệp Thiên đã trở thành kẻ chết chắc trước mặt bọn họ, không thể nào thoát thân được. Khi bọn họ vừa dứt lời thì vùng sáng hình tròn khẽ rung lên, rõ ràng là một trận chiến bên trong đã bắt đầu rồi. Người Hoa Hạ, trong vùng sáng này, thần hồn của cậu sẽ bị ánh sáng xé nát vụn. Thần lực của cậu cho dù có mạnh nhưng thần hồn cũng không thể nào chống lại được sức mạnh của Dương Quang Phổ Chiếu đâu. Thần Thiên Chiếu đứng bên trong giống như một vị thần mặt trời đích thực. Hắn xoay tay, vô số ánh sáng lao về phía ngực của Diệp Thiên. Hắn cảm thấy vô cùng tự tin với tuyệt chiêu của mình. Năm xưa, người truyền lại chiêu thức này cho hắn là Bát Kỳ Đại Xà đã từng nói. Dương Quang Phổ Chiếu chuyên tấn công vào phần hồn và là tuyệt chiêu dành cho kẻ địch có thực lực mạnh. Âm! Ánh sáng thần thánh xuyên qua. Nó không làm tổn thương thực thể, nhưng lại mang sự hủy diệt với lực tinh thần. Chỉ cần một làn sóng dao động mỏng cũng có thể khiến cho tâm thức của một người bình thường trở nên đần độn. Vậy mà đây còn là vô số lớp sóng dày đặc tấn công vào thần hồn của Diệp Thiên, thì thử hỏi sức mạnh phá hủy khủng khiếp tới mức nào. Dương Quang Phổ Chiếu sao? Thú vị đấy. Diệp Thiên thì cảm thấy kinh ngạc và gật đầu. Anh không ngờ, nhìn có vẻ Thần Thiên Chiếu chỉ có tu vi về võ đạo, lại có thể thi triển một chiêu thức thuộc về lĩnh vực khác hoàn toàn như thế này, hơn nữa còn tước đoạt trực tiếp thần hồn. Đòn tấn công lực tinh thần như vậy, dù có là một người có tu vi cao hơn Thần Thiên Chiếu, thì e rằng thần hồn cũng sẽ bị hao tổn ngay lập tức,
bị ăn mòn thần hồn và cuối cùng sẽ bị biến mất hoàn toàn. Đáng tiếc là thần Thiên Chiếu lại gặp phải Diệp Thiên, một người có tu vi đạt thần, đạt tới cảnh giới sau phá nguyên. Quân! Lực tinh thần không ngừng dao động, ánh mắt do thần Thiên Chiếu kiểm soát đã xuyên qua ngực Diệp Thiên. Sau đó vô số ánh sáng lại được chiếu ra từ sau lưng và trán của anh. Thần Thiên Chiếu thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Khi bị vô số luồng ánh sáng tấn công vào thần hồn, thì dù có kẻ là kẻ đạt tới hoàng cấp cũng không thể nào chịu đựng nổi. Diệp Thiên bị tấn công như vậy nên hắn tin rằng thần hồn của Diệp Thiên sớm đã bị phá nát rồi. Ngay khi hắn đang vui mừng thì Diệp Thiên đột nhiên nhếch miệng cười chế nhạo. Đáng tiếc, dương quang phổ chiếu cho dù mạnh nhưng so với tôi thì vẫn còn yếu lắm. Diệp Thiên vừa dứt lời thì đôi mắt tỏa sáng, vô số tia sáng lấp lánh vào vàng kim, như bị vừa được gột rửa sạch. Có một con sóng biển vừa ập tới, như một cơn sóng biển vừa ập tới. Cái gì? Thần Thiên Chiếu hoang mang, há mồm, trợn mắt và không dám tin. Bên ngoài vùng sáng bị bao trùm, ba quỷ thần còn lại cũng đang bàn tán về việc sau khi thần Thiên Chiếu chiến thắng thì thế cục của tứ đại quỷ thần sẽ thay đổi hoàn toàn. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên, giống như là vương bá kéo cung. Sau đó một bóng hình bị bay vọt ra khỏi vùng sáng, máu văng tung tóe đầy không gian. Cơ thể quét ngang rồi bị bật ra xa hàng trăm mét, đập thẳng vào một dãy núi gần đó. Đám đông trợn tròn mắt nín thở. Người bị đánh bay ra khỏi vùng sáng chính là thần Thiên Chiếu. Mọi người tái mét mặt, tất cả đều cho rằng Diệp Thiên đã bị phá nát thần hồn bởi dương quang phổ chiếu. Nhưng lúc này tại sao lại là lần thần Thiên Chiếu bị đánh bay bật ra xa như vậy chứ? Ba quỷ thần hoang mang quay đầu thì vùng sáng dần dần tan ra. Một bóng hình trong không trung chậm rãi bước ra, đó chính là Diệp Thiên. Đôi mắt Diệp Thiên rực lửa, anh nhìn toàn bộ hiện trường, sau đó nhìn về phía thần Thiên Chiếu đang bị thương nặng và phun ra máu. Tôi đã nói rồi, ông quá yếu. Toàn bộ hiện trường chìm vào sự câm lặng, chỉ có tiếng gió thổi vun vút. Diệp Thiên với năng lực một người đã đánh bại tứ đại quỷ thần trong truyền thuyết. Ánh sáng thần thánh dần tản ra. Diệp Thiên bước tới, chắp một tay sau lưng với vẻ mặt thản nhiên. Đám đông đanh mặt lại, đồng loạt nhìn về phía thần Thiên Chiếu. Chỉ thấy hắn nôn ra máu với vẻ mặt không dám tin. Thần Gaia, Liệt Khẩu Nữ, Tửu Thôn Đồng Tử đều hãi hùng, dường như không thể tin được vào sự thực trước mắt mình. Dương quang phổ chiếu từng có thể phá nát thần hồn của một vị hoàng cấp trung kỳ, cũng như đã bao trọn lấy Diệp Thiên, nhưng cuối cùng chính thần Thiên Chiếu lại bị thương nặng và bị bắn văng ra, còn Diệp Thiên thì không hề bị bất kỳ tổn thất gì. Đôi mắt Diệp Thiên lấp lánh như sao sáng, không hề có một chút dấu hiệu nào là thần hồn bị tổn thương. Không thể nào, không thể nào. Liệt Khẩu Nữ khẽ lầm bầm, biểu cảm thay đổi. Dương quang phổ chiếu, chiêu thức dường như chỉ có đường chết, lại không hề có chút tác dụng nào đối với Diệp Thiên. Tại sao? Tại sao cậu lại không hề hấn gì chứ? Thần Thiên Chiếu chật vật đứng dậy, chỉ cảm thấy cơ thể như bị rút sạch linh khí. Sự kết hợp giữa hắn và cơ thể này vốn không hoàn hảo, giờ bị Diệp Thiên khiến cho bị thương nặng, thì suýt nữa linh thể bị rời khỏi thân xác. Nhưng hắn, mặc kệ tình hình hiện tại, chỉ muốn biết tại sao Diệp Thiên lại có thể miễn dịch với dương quang phổ chiếu, thần hồn không hề bị thương tổn, lại còn có thể chèn ép lại hắn nữa. Chiêu dương quang phổ chiếu của ông đúng là một vũ khí giết người đối với thần hồn của những người luyện võ. Nếu là người khác thì thần hồn sớm đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng những gì tôi nói, chiêu này đối với tôi thì còn quá yếu. Nhưng Diệp Thiên vẫn chấp hai tay sau lưng, thản nhiên lên tiếng. Trong lĩnh vực của dương quang phổ chiếu, thứ mà ông có thể phá nát chính là những thần hồn yếu hơn lĩnh vực dương quang phổ chiếu. Còn thần hồn của tôi đã mạnh hơn tới cả mức mà dương quang phổ chiếu có thể đạt được rồi. Dựa vào chiêu thức này mà đòi khiến thần hồn của tôi bị tổn thương, ông cảm thấy có làm được hay không? Thần Thiên Chiếu vừa nghe vậy thì sững sờ tái mặt. Năm đó, hắn dùng chiêu này để kết thúc ân oán với một cao thủ hoàng cấp trung kỳ. Sau đó, hắn mới bước vào hoàng cấp, vốn căn bản không thể nào đối đầu với người kia. Thế nhưng là hắn là một trong những quỷ thần của đạo quốc. Trùng hợp thay,
đã giải trừ được tà thần mạnh nhất trong lịch sử thần thoại của đạo quốc, Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà đã truyền thụ lại tuyệt kỹ này cho hắn. Cuối cùng để hắn có thể báo thù được như ước nguyện, thì hắn đã tung chiêu thứ này ra. Dưới sức mạnh của Dương Quang Phổ Chiếu, người có cảnh giới hoàng cấp kia đã bị tiêu diệt thần hồn, và cả ngôi làng đó cũng bị hắn xử lý trong nháy mắt. Vậy mà Diệp Thiên lại nói, Dương Quang Phổ Chiếu không thể mạnh hơn thần hồn của anh ta, dù đã đạt tới cực hạn. Như vậy chẳng khác gì nói, thần hồn của Diệp Thiên đã vượt qua cả kẻ đạt hoàng cấp trung kỳ năm xưa hay sao? Rốt cục, cậu là loại quái vật gì vậy? Thần Thiên Chiếu cảm thấy hoang mang, không khỏi kinh hãi. Hắn vốn tưởng thực lực siêu mạnh của Diệp Thiên đã đủ kinh người rồi. Không ngờ thần hồn của anh còn mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tứ đại quỷ thần của đạo quốc sao? Nhìn tứ đại quỷ thần với dáng vẻ chật vật, Diệp Thiên bật cười và lắc đầu. Các người vốn có thể sống bất tử, tung hoành khắp thiên hạ. Chỉ đáng tiếc, lại dây vào một người không nên dây vào là Diệp Thiên tôi. Diệp Thiên vừa dứt lời bèn vung tay, một ngọn lửa lập tức bùng cháy rừng rực, nhiệt độ lập tức tăng cao. Đi chết đi! Đôi mắt anh lạnh lẽo, vô cảm, rồi anh vung tay ra phía trước. Ngọn lửa hừng hực hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ, đổ ập về phía tứ đại quỷ thần. Diệp Thiên muốn tiêu diệt cả bốn quỷ thần chỉ bằng chiêu thức này. Thần Gaia, Liệt Khẩu Nữ, Tử Thôn Đồng Tử đều đanh mặt lại, mùi vị của sự chết chóc lao tới. Bọn họ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang giáng xuống, so với việc mất đi xác thịt còn mãnh liệt hơn gấp hàng trăm lần. Quân! Khi ngọn lửa sắp bao trùm toàn bộ tứ đại quỷ thần, thì thần mặt trời trong đôi mắt Thần Thiên Chiếu đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt đen xì, một luồng sáng phóng ra từ trán của hắn, tạo thành lớp lớp khói đen chặn trước ngọn lửa kia. Rầm! Tia lửa bắn ra tung tóe, bàn tay lửa lập tức bị chặn lại. Dù là phè thiên long diệp cực mạnh thì lúc này cũng không thể nào khiến cho vùng khói đen kia tiêu tan, mà ngược lại tạo thành một thế gọng kìm. Tình thế thay đổi đột ngột khiến cho vô số người thất kinh. Bọn họ có thể cảm nhận được khoảnh khắc khói đen tràn tới, không gian bỗng trở nên tà ma khủng khiếp và bao trùm lấy tất cả. Diệp Thiên cũng đanh mắt lại. Trước đó, anh có thể cảm nhận được tà khí khác thường trên người Thần Thiên Chiếu, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không bạo phát ra cái tà khí này. Lúc này tà khí đó đã nổ bùng trong không chút kiêng dè, khi mà tính mệnh của Thần Thiên Chiếu đang bị uy hiếp. Uân! Lại là một âm thanh nặng nề vang lên. Bàn tay lửa biến mất, lớp lớp khói đen cũng tan ra. Dù lớp khói đen tan ra, nhưng chỉ một lúc rồi lập tức được phóng ra từ người của Thần Thiên Chiếu. Không gian lại lần nữa trở nên đen kịt như mực, khiến cho cả vùng núi và rừng cây bị bao phủ bởi làn khói đen đó. Thần Thiên Chiếu khẽ mở mắt, hắn đã sớm bị bao trùm bởi luồng khí đen tinh thần. Chìm vào trong bóng tối, lúc này hắn không còn giống thần mặt trời nữa, mà giống thần hắc ám hơn. Người Hoa Hạ, tôi thực sự không ngờ cậu lại ép tôi đến nước này, khiến tôi phải xuất ra con át chủ bài mà bản thân không muốn dùng tới một chút nào. Giọng nói của Thần Thiên Chiếu âm thầm, sự hào sảng trước đó đã không còn. Hắn giống như đổi sang một linh hồn khác, với sức mạnh không chỉ lớn hơn mà đến tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Đây là... Liệt Khẩu Nữ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức đã hàng trăm năm qua không gặp được từ Thần Thiên Chiếu. Một luồng khí tức vừa tà ma vừa tinh thuần. Liệt Khẩu Nữ nhìn đôi mắt của Thần Thiên Chiếu, cơ thể bỗng cứng đờ và kinh hãi kêu lên. Sức mạnh của Đại Xà. Đạo quốc có tà thần, được gọi là Bát Kỳ Đại Xà, và cũng là tà thần tà ma nhất trong tất cả. Đại Xà có 8 đầu 8 đuôi, những nơi Đại Xà đi qua đều mang theo sự chết chóc. Đại Xà có sức mạnh thâm sâu khó lường, đến cả hoàng cấp cũng không thể sánh bằng. Còn cụ thể đạt tới cảnh giới nào thì không thể nào biết được. Nghe đồn Bát Kỳ Đại Xà đã bị anh hùng cổ đại của đạo quốc là Susanoo giết chết, nhưng Liệt Khẩu Nữ biết rằng đó chỉ là tin đồn. Vì Liệt Khẩu Nữ chính là hậu nhân của Susanoo nên biết rất rõ về lịch sử của gia đình mình. Năm xưa, Susanoo khiêu chiến với Bát Kỳ Đại Xà. Mặc dù đã dùng kế thành công, nhưng cũng chỉ khiến Đại Xà bị thương ở đuôi, căn bản không thể nào giết chết được. Sau trận chiến đó, tinh thần và khí huyết của Susanoo
đã bị sụt giảm nhanh chóng và 3 năm sau thì qua đời. Còn Bát Kỳ Đại Xà vẫn bất bại ở đảo quốc, chỉ là không biết đang ở nơi nào mà thôi. Mặc dù Bát Kỳ Đại Xà là một thần thoại đặc sắc, nhưng hắn có rất nhiều phân hồn khác nhau. Khi thần Thiên Khiếu gặp phải Bát Kỳ Đại Xà thì đó không còn là bản thể gốc của Bát Kỳ Đại Xà nữa, mà là một phần đó mà đã đó mà là một phần thần hồn của nó mà thôi. Mỗi một phần thần hồn đều mang một sức mạnh gốc rễ của Bát Kỳ Đại Xà. Nguồn sức mạnh này còn được gọi là sức mạnh đại xà. Phàm là người sở hữu sức mạnh đại xà thì một khi sử dụng sẽ đều có được lực chiến đấu vượt quá sức mạnh của mình nhiều lần và có thể bạo tăng sức mạnh trong nháy mắt. Nhưng cái giá phải trả là thần trí sẽ bị tổn thất, sẽ mất đi chính mình trong một khoảng thời gian dài và trở thành con rối linh hồn của Bát Kỳ Đại Xà. Bộ dạng lúc này của thần Thiên Chiếu giống y với một người đã sử dụng sức mạnh đại xà trong quá khứ. Hóa ra là sức mạnh đại xà. Thần Gaia và Tử Thôn Đồng Tử nghe vậy thì biến sắc và đều lộ ra vẻ kinh hãi. Muốn có được sức mạnh của đại xà thì cần phải dùng linh hồn cùng dùng chung linh hồn với thần hồn của Bát Kỳ Đại Xà. Bọn họ không ngờ thần Thiên Chiếu năm xưa lại chịu để cho Bát Kỳ Đại Xà nhập vào một phần hồn vào trong linh hồn của hắn. Sau khi kinh hãi, ba quý thần đồng loạt bừng tỉnh và nở nụ cười dữ tợn. Thần Thiên Chiếu đã điều động sức mạnh của đại xà, thực lực bạo tăng, hơn nữa còn được gia trì bởi vị tà thần này thì Diệp Thiên chắc chắn không thể nào chống lại được.